Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về viết tổng nè, các số hạng bằng nhau nè, thành tích nè. Ví dụ như 2 + 2 + 2 + 2 + 2. Đây là phép cộng nè, hiểu chưa? Rồi, các số hạng bằng nhau nè, 2 2 2 2 2, hiểu chưa? Thì các giải nè, bắt đầu đếm 1 2 3 4 5, 5 số mấy ạ? 5 số 2 là 2 × 5, ok chưa? Ví dụ tiếp theo các bạn, 3 + 3 + 3 + 3, khi các bạn đếm với mình 1 2 3 4, vậy là 3 × 4, ok chưa? Rồi, tương tự các bạn hãy giải những bài sau giúp mình. Câu A, 4 + 4 + 4 + 4 + 4. Câu B, 3 + 3 + 3. Câu C, 10 + 10 + 10. Rồi, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.